Thông qua một khóa đào tạo nào về diễn xuất, Quang Anh vẫn được khán giả quan tâm khi thủ vai chính các bộ phim Học Đường, Mẫu Ảnh và đặc biệt các bộ ảnh với trang phục áo dài bắt mắt. Gần đây nhất, nam thần Gen Z tung bộ ảnh lạ mắt khi chọn kết hợp giữa văn hóa dân tộc với phong cách Bohemian. Phong cách thời trang này mang sự tự do, phóng khoáng và có phần nổi loạn của tuổi vào đời. Nhân vật chính phim Boy Love phải chăng tiết lộ bản thân có đam mê với áo dài dân tộc? Nổi loạn ở đây là không phải là cái kiểu là phong cách gọi là khá ngủ ngược. Thì nhưng mà bộ nổi loạn của em ở đây nó là một phong cách mà đó giờ em chưa từng thay đổi. Và trước đó là em chỉ cần mọi người biết tới Quang Anh là một hoàng tử áo dài hay là bạn trẻ luôn chạy theo những thời trang thị trường xu hướng hiện nay, thì em muốn thay đổi phong cách của mình. Và chính vì thế em đã liên hệ tới nhà thiết kế Đinh Bách Đạt. Chính anh Đạt là người đã lên ý tưởng cũng như là hỗ trợ em về kết hợp giữa trang phục truyền thống áo dài của Việt của mình và kết hợp với những chàng trai du mục của phương Tây. Thì chính vì đó đã tạo nên một cái bộ ảnh mới nhất của mình. Và chính qua cái bộ ảnh này em muốn chia sẻ cho mọi người biết rằng cái áo dài của Việt Nam mình rất còn đẹp, cho nên là dù mình có hội nhập áo thời trang của quốc tế như thế nào đi nữa thì áo dài vẫn là quốc phục, vẫn là bộ thời trang đẹp nhất của Việt Nam. Chia sẻ với thanh niên, Quang Anh cho biết mình có đam mê với môn lịch sử. Nói về việc đưa môn lịch sử vào môn học chính, diễn viên Gen Z cho biết bản thân anh thấy thú vị và ủng hộ quyết định này. Bên cạnh đó, anh chia sẻ cách học, môn học được cho là khó nhằn của nhiều học sinh. Mình dành tình yêu với nó, đó là phương pháp tốt nhất với nó. Mình đặt cái niềm tin của mình vô cái môn mà mình thích. Mình đặt những cái gọi là cái tình yêu của mình vô với nó, thì đó là cái phương pháp tốt nhất cho mình. Nếu như mà nói phương pháp thì các bạn giống như là học vẹn rồi, các bạn sẽ không nhớ dai những cái gì đâu. Thì mình yêu nó, mình thích nó thì mình mới học được nó. Cho dù bây giờ mình có phương pháp chứ cái môn nào mình không thích thì nó cũng chỉ là công thức thôi. Thì ngoài những cái việc mọi người học tập trên lớp thì về nhà các bạn có thể liền, bây giờ chúng ta là thời đại 4.0 mà, chúng ta có thể dễ dàng lên mạng xã hội và chúng ta có tìm được cái clip ngắn. Những cái clip ngắn của cái bài đó thì có, thì các bạn thấy học ở chợ nó sẽ dễ hơn. Thì bởi vì thời đại công nghệ thì các bạn học qua công nghệ sẽ rất là dễ. Đến với vai diễn đầu tiên vào năm 14 tuổi bằng sự tình cờ, giai đoạn đầu Quang Anh không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Những vai diễn đầu tiên, chàng trai Gen Z tự mình xoay sở. Đến bộ phim Boy Love phải chăng, anh bắt đầu có sự hậu thuẫn từ phía gia đình để theo đuổi nghệ thuật. Bộ phim Boy Love phải chăng là bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời làm nghề của mình. Vì sao mà nói như vậy? Vì đây là một bộ phim với đề tài khá nhạy cảm tại Việt Nam. Cũng là bộ phim đề tài khá nhạy cảm đối với các bậc phụ huynh hiện nay. Nhưng với gia đình của em thì em đóng phim này, gia đình sẽ không nói gì và cũng rất là chấp nhận, rất là vui khi mà em có những cái bộ phim như vậy. Cái vai diễn của trong bộ phim Boy Love phải chăng, đây là cái vai khá ấn tượng với em. Vì đây là lần đầu tiên em được đóng cái thể loại phim này. Và đây là bộ phim em đóng hóa thân thành Vũ Đại, một anh chàng cậu bé ở dưới quê. Cái tính tình gần giống như em, là một người khá ngỗ ngược nhưng mà có cái tình cảm sâu lắng ở bên trong khi mà rất thương yêu gia đình. Quang Anh hiện đang là sinh viên năm 2 khoa luật, trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong 6 năm tham gia nghệ thuật, nam thần phim Phải Chăng đã đạt được nhiều giải thưởng như Hoàng tử ảnh quốc tế năm 2017 tại Thái Lan, Xì Tin triển vọng cuộc thi Sao Xì Tin 2017, tham gia phim điện ảnh Ngốc ơi tuổi 17 và các dự án phim khác.